Đáp ý nghĩa giấc mơ thấy cá rô phi. Bao giờ bạn đã mơ thấy cá rô phi chưa? Mơ thấy cá rô phi đánh số mấy? Chiêm bao thấy cá rô phi 9 báo hiệu cho bạn vận may về đường tình yêu, chuyện tình cảm lứa đôi. Nếu là người độc thân thì bạn sẽ sớm gặp người yêu thương bạn thật lòng. Nếu đã có người yêu thì những vấn đề không vui trước kia giữa hai người đều giải quyết. Ngoài ra giấc mơ này mang ý nghĩa tốt cho việc gia đạo, bạn sẽ sớm nhận tin vui từ xa. Mơ thấy cá rô phi ngược lại với giấc mơ thấy cá rô đồng thì nằm mơ thấy cá rô phi lại là điềm báo không tốt trong công việc. Công việc của bạn hiện nay chưa có gì thăng tiến và những dự tính trước kia của bạn chưa có thể tiến hành được. Mơ thấy bắt được cá rô, nằm mơ thấy mình bắt được con cá rô phi là giấc mơ báo hiệu tin vui sắp đến. Bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Những dự án đang dang dở sẽ được tiến hành, nhìn thấy được một con đường đi tốt. Đây chính là điềm báo cho bạn đánh số mấy khi nằm mơ thấy cá rô phi. Mơ thấy cá rô, câu được cá rô phi. Nằm mơ thấy đang đi câu cá rô phi. Chỉ cần bạn có thể chế ngự được những cám dỗ. Chiêm bao thấy cá rô phi ngoài đồng chính báo hiệu cho bạn sắp phải gặp khó khăn về kinh tế trong công việc và cuộc sống. Mơ thấy cá rô phi nhưng không câu được con nào thì tức là gia đạo bạn đang có những mâu thuẫn về một vấn đề nào đó. Mơ thấy câu cá rô phi ở hồ là dấu hiệu cho biết bạn sẽ gặp được những bạn tốt, họ sẽ giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống. Những giấc mơ thấy cá rô phi khác: nằm mơ thấy cá rô phi bay lên trời, giấc mơ này là điềm báo tốt. Chiêm bao thấy giết cá rô phi chỉ ra bạn đã chuẩn bị tiến hành một dự án công trình lớn nào đó. Nằm mơ thấy cá rô phi bơi lội trên mặt nước là điềm báo tài lợi, báo hiệu hanh thông công việc, làm ăn phát tài phát đạt. Nằm mơ thấy cá rô phi chết là điềm báo bị lừa đảo. Ngủ mơ thấy cá rô phi sắp đẻ là có tài lộc. Chiêm bao thấy cá rô phi gặp cạn nhưng trở lại nước thì là điềm báo cho bạn trong con đường tình duyên. Nằm mơ thấy cá rô phi màu đen là cuộc sống sắp tới của bạn gặp nhiều rắc rối. Mơ thấy cá rô phi nhảy lên bờ là điềm báo xui xẻo. Ngủ mơ thấy cá rô phi bị nấu chín cho thấy sự nghiệp may mắn sẽ đến với bạn. Ngủ mơ thấy cá rô phi đánh con gì số mấy. Mơ thấy cá rô phi ngoài đồng 26-62. Khi ngủ mơ thấy cá rô phi nhảy lên bờ 83. Khi chiêm bao thấy cá phi nhảy lên mặt nước 30-11. Khi nằm mơ thấy cá rô phi chết 46-64. Khi nằm mơ thấy cá rô phi màu đỏ 69-96. Khi mộng thấy cá rô phi đẻ trứng 00-01. Khi nằm mơ thấy cá rô phi đồng màu vàng 41-51. Khi nằm mơ thấy câu được cá rô 24-54. Khi mơ thấy mình bắt được cá rô 27-91. Khi nằm mơ thấy mình bắt được nhiều cá rô 29-59. Khi nằm mơ thấy con cá rô phi to 16-62. Khi mộng thấy những con cá rô phi màu đen 37-44.